Chúng ta cùng trở lại với sân quốc gia Mỹ Đình. Trước mắt là hai trận đấu giữa đội Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là trận đấu trong khổ bảng G, vòng bảng thứ hai trong khổ vòng loại World Cup 2022. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, Việt Nam tạm dẫn với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Tiến Linh được ghi sau khi chúng ta đá hơn người do trung vệ số 12 đội bàn Khalifa Mourak phải nhận thẻ đỏ. Ở thời điểm cuối cùng của hiệp 1, Tiến Linh đã tung ra cú đá ngoài vòng cấm rất bất ngờ. Trong hiệp 1 của trận đấu, trọng tài chính người Nhật Bản Jumeida đã điều khiển trận đấu chính xác. Hiệp 2 trận đấu giữa đội Việt Nam và UE đã bắt đầu. Ở hiệp 2, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm thành nhỏ của Hoan. Thì trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan đang có tỷ số là 2-1 và đội dẫn điểm là đội tuyển Malaysia. Đó là một thông tin rất tốt với tình hình của chúng ta ở bảng G. Việt Nam đã thắng Malaysia tại sân quốc gia Mỹ Đình cách đây một tháng với bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Lúc này với nhiều người thì cuộc đua ở bảng G diễn ra giữa Việt Nam, Malaysia và UE. Tuy nhiên lúc này Malaysia lại đang dẫn Thái Lan và đó là một điều thuận lợi với tình thế của đội Việt Nam. Bàn thắng thứ hai của đội tuyển Malaysia vào lưới của đội Thái Lan ở lượt đấu này thuộc về Sumare. Đó là cầu thủ mà trong trận đấu trên sân Mỹ Đình đã không thể để lại bất cứ một dấu ấn nào. Duy Mạnh, Tuấn Anh. Chúng tôi sẽ nhắc lại là chúng ta đá hơn người từ cuối hiệp 1 trước khi Tiến Linh mở tỷ số. Cầu thủ Việt Nam chuyền bóng chậm cho nhau, ung dung. Đây là thời điểm chúng ta có nhiều cơ hội để chiến thắng ngày hôm nay. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng nếu đội Việt Nam chiến thắng ngày hôm nay. Và Tiến Linh cũng đã nhận được phần thưởng 300 triệu đồng dành cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận đấu. Một cú ná đại bác tầm xa quá ấn tượng. Mười hai năm trước cũng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và UE trong khuôn khổ vòng chung kết Asian Cup có bàn thắng mở tỷ số cũng bởi một cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương, đó là Quang Thanh. Vâng, tôi vẫn còn nhớ tình huống mà Minh Phương với Quang Thanh phối hợp với nhau. Quang Thanh phối hợp và băng từ dưới lên sút một quả mạnh đầy quyết đoán trong vòng cấm. Đường chuyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Pha phải báo vào Văn Hậu. Tình huống vượt rất hay. Chúng ta đã đưa được bóng xuống nách của phòng ngự đội bạn. Một tình huống tổ chức ở góc trái có thể nói là cực kỳ đường nét. Tiến Linh không bám ở phía trong mà di chuyển rộng và thực hiện đường chơi không bóng cũng như quả chuyền vào. Nếu như không có tình huống chọn vị trí tốt của trung vệ bên phía đối phương, mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn với khung thành của thủ môn Asia. Đỗ Hùng Dũng đá phạt góc. Bùi Tiến Dũng. Quả chuyền vào. Bóng đá vòng ra phía sau đường biên ngang. Cuộc đấu sức mà chúng ta đang chứng kiến giữa Việt Nam và UE là trận đấu đầu tiên sau khi ông Park Seo ký tiếp hợp đồng 3 năm với VFF. Tập đoàn Vingroup là đơn vị tài trợ trả lương cho huấn luyện Park Seo và cũng cam kết giúp đỡ U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu World Cup 2026. Người phụ trách về khâu đào tạo trẻ của lò PVF
là ông Toulouse mới đây cũng đã có thành tích bước đầu rất tốt cùng U19 Việt Nam. Rõ ràng đây là lúc mà chúng ta đang có được rất nhiều niềm vui đến từ bóng đá. Đường chuyền dài dành cho Văn Toàn để có thể đến được với World Cup, một nền bóng đá đang còn có nhiều khó khăn và ở tầm mới phát triển như Việt Nam cần phải có một chiến lược căn cơ trước khi bước vào chiến dịch vòng loại của World Cup 2022. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã bày tỏ rất nhiều những suy nghĩ. Ông cho rằng chúng ta nếu như đặt vấn đề đến với World Cup 2022 là còn quá sớm. Chúng ta cần phải có một chiến lược dài hơi, và trong chiến lược dài hơi đó cần phải có được sự hỗ trợ từ rất nhiều những thành phần trong xã hội, những nguồn lực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, dồi dào thì mới có thể có được sự đảm bảo. Và những cái tên như Vingroup rõ ràng sẽ giúp cho chúng ta có thêm được một điểm tựa. Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam đang mang lại niềm vui to lớn cho người hâm mộ và cả xã hội, cũng như các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng đội tuyển để chúng ta tiếp tục vươn lên một cách vững chắc hơn. UAE đã thiếu người và đây lại là thời điểm họ cần phải có được bàn thắng. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Có lẽ là chúng ta đang chờ đợi thời điểm mà các tiền đạo dự bị vào sân để tạo ra đột biến trong pha tấn công. Có thể Parker sẽ tìm cách quần cho đội bạn thêm một lúc nữa. Abdurrahman. Rất nguy hiểm. Một tình huống xuất phát từ việc đứng vị trí không chuẩn của Đoàn Văn Hậu. Rất may sóng gió đã trôi qua và bây giờ là pha phản công. Đỗ Hùng Dũng. Dù đang là đội bị dẫn điểm nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bị thiếu người. Chính vì thế mà vào lúc này họ cũng không thể chơi nôn nóng. Vẫn đang là một đội hình được bố trí thấp của huấn luyện viên Van Marwijk. Duy Mạnh. Đường chuyền của Hùng Dũng hơi mạnh một chút. Những pha bóng tốc độ của Văn Toàn trong trận đấu này chưa được phục vụ bởi những đường chuyền hợp lý. Bùi Tiến Dũng. Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Tiếp tục là khung thành đỏ. Đường chuyền là của Hùng Dũng. Tiến Linh. Đá có lối việt vị của Tiến Linh. Quế Ngọc Hải. Đoàn Văn Hậu.
Tuấn Anh, Duy Mạnh, đây là Trọng Hoàng, đường chuyền là Tâm Thấp, Văn Toàn. Lần này thì Văn Toàn lại xuống chậm hơn một chút so với đường chuyền của đồng đội. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có sự thay đổi người. Cầu thủ sẽ rời sân là Ahmed Khalil. Vào sân là số 21 Khalfan Muarak Al-Samsi. Đó là tên đầy đủ của anh. Ông Van Hoek đã thay một cầu thủ tiền đạo bằng một tiền vệ. UE đang cần có bàn thắng, tuy nhiên đội Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ trên sân nhà. Và đội Việt Nam lại đang chơi hơn người. Những pha tranh chấp có thể nói là xuất sắc của Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh, quá tuyệt vời. Người mà Tuấn Anh đã hơn một lần vượt qua trong tình huống vừa rồi là Abu Rahman. Và sau trận pha tranh chấp có phần quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ đối phương, Tuấn Anh đã bị đau. Tuấn Anh thường được coi là cầu thủ có đôi chân pha lê, đẹp nhưng mong manh và hay bị chấn thương. Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm anh đã vững vàng, cứng cáp hơn rất nhiều. Người ta cũng dành thuật ngữ đôi chân pha lê để nói về Robben, từng là học trò cưng của ông Van Marwijk. Robben trong giai đoạn chơi cho Bayern Munich đã được sự trợ giúp của bác sĩ đội tuyển Đức là Müller von Pha, và sau đó đã tránh được những chấn thương. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp đã trở thành một cầu thủ rất vững vàng, thi đấu ổn định và không còn bị chấn thương nhiều nữa. Anh Huy nhắc đến Robben, tôi mới nhớ đến tình huống mà Robben đã từng có cơ hội trong trận chung kết năm 2010. Nếu như pha đối mặt với Casillas mà Robben không đá ra ngoài thì giờ đây ông Van Marwijk đã có tiền trên bảng vàng của bóng đá thế giới. Lại là pha can thiệp của Tuấn Anh. Cảm nhận vị trí quá xuất sắc. Khi mới nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh có biệt hiệu là Nhô, viết tắt của Ronaldinho, bởi dáng người mảnh mai và chơi rất kỹ thuật. Trên màn hình là Van Baken, trung vệ người Hà Lan từng thi đấu tại V-League. Van Baken lúc này đã trở về sống ở Hà Lan và anh là người đã có công kết nối Đoàn Văn Hậu sang thi đấu tại giải Hà Lan. Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Abdurrahman. Lại là pha can thiệp của Tuấn Anh. Cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang làm rumor người chơi hay nhất của bóng đá châu Á năm 2016, Abdurrahman. Lỗi việt vị. Pha can gờ của trợ lý số 1 Akane Yagi. Công Phượng sẽ vào sân. Chúng ta xem lại tình huống nhạy cảm và trọng tài đã căng cờ khi mà đội bàn cố gắng phá bẫy việt vị. Công Phượng vào sân thay cho Văn Toàn. Họ là những người bạn thân. Và như tôi đã bình luận thì chúng ta có thể chờ đợi những đột biến từ sự hai người này của ông Phan Sơ. Thêm một vài tình huống ở đầu hiệp 2, Văn Toàn vẫn chưa thể có được sự kết nối tốt với các đồng đội. Ông Park Hang-seo đã quyết định củng cố hàng công bằng việc đưa Công Phượng vào sân. Công Phượng là người đã gặp một chút vấn đề trước khi trận đấu gặp Indonesia bắt đầu, và đó là lý do khiến anh không thể vào sân. Bây giờ là lúc mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với một hàng tấn công có hai tiền đạo chơi song song cùng nhau. Có thể sẽ có những khó khăn nhất định với Công Phượng vì quãng thời gian vừa qua trên đất Bỉ vẫn là những thử thách có thể nói là không dễ để vượt qua.
Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Vượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Bóng được đưa ra biên và khi nó được trả vào trung lộ, đó là một đường chuyền ở tầm vừa phải, phù hợp với một đá băng cắt của các trung phong. Một lần nữa người băng vào là Tiến Linh. Đáng tiếc là cú chạm lòng của Tiến Linh lại không đủ chắc chắn để có thể tận dụng được thời cơ. Đoàn Văn Hậu đã còn pha căng ngang đẳng cấp từ bên cánh trái. Pha bóng vừa rồi mới thực sự là sở trường của Tiến Linh. Rất tiếc là anh đã bỏ lỡ. Tiến Linh lúc này đá phía trên cùng với Công Phượng và Quang Hải. Pha can thiệp của Đoàn Văn Hậu. Chiều cao tầm vóc của Đoàn Văn Hậu rõ ràng là cực kỳ lợi hại. Bản lĩnh chơi bóng từ châu Âu trở về đương nhiên là một điểm cộng cho Văn Hậu ở những tình huống tranh chấp như vừa rồi. Đã hơn một lần trong trận đấu này, Đoàn Văn Hậu giải quyết được những pha tranh chấp tầm cao với Panda Mohamed. Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh rất chuẩn mực. Trọng Hoàng hơi tiếc một chút cho pha khống chế của Nguyễn Trọng Hoàng. Ở hiệp 1 của trận đấu này chỉ mất khoảng 10 phút đầu, Trọng Hoàng buộc phải giữ thế bên phần sân nhà để cùng với các đồng đội kiểm soát tình thế. Khoảng từ phút thứ 15 trở đi thì đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những pha dâng cao của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Viettel. Và ở những tình huống dâng cao của Trọng Hoàng luôn có xu hướng chám vị trí từ các vị trí tiền vệ trung tâm. Đó là cách đá có thể nói là rất logic mà ông Park Hang-seo đã xây dựng cho các học trò. Tôi có cảm giác là ông Park Hang-seo sẽ còn thay thêm ít nhất là một tiền đạo nữa vào sân. Chúng ta vẫn còn trên cái dự bị Hà Minh Tuấn, Anh Đức và Hoàng Đức. Hà Minh Tuấn dường như lúc này cũng đang đạt được phong độ tốt sau khi đã khỏi chấn thương. Arman Hali, hậu vệ cánh phải của đội bạn. Khán giả trên sân đang dành tặng các cầu thủ những tràng pháo tay không ngớt. Abdurrahman, Ansamsi phối hợp với Abdurrahman. Ansamsi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe, anh quyết định dốc bóng tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Phượng, quá người tiếp tục đột phá, lại là quá người vẫn còn không được. Rất tiếc cho cú chạm bóng cuối cùng của Công Phượng, trước đó là hai pha bứt phá có thể nói là xuất sắc. Công Phượng đột phá vào trong và Trọng Hoàng cắt từ cánh phải vào. Đó là một miếng rất bất ngờ của đội Việt Nam. Những vị trí còn lại là nhiệm vụ lôi kéo và Trọng Hoàng bất ngờ cắt vào từ bên phải. Chúng ta đã theo dõi một cách có thể nói là cực kỳ chăm chú những diễn biến đi cùng với Công Phượng kể từ khi cầu thủ này chuyển sang chơi ở giải vô địch Bỉ. Và khoảnh khắc vừa rồi là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta có thể gợi lại được rất nhiều những gì
hay nhất của Công Vượng. Đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng lại là một lựa chọn có thể nói là hơi khó của Công Vượng. Với những gì đã diễn ra thì Công Vượng rõ ràng vẫn tập luyện chuyên cần, anh chỉ thiếu cảm giác bóng. Những tình huống cuối cùng vẫn thiếu cảm giác của một cầu thủ không được thi đấu. Có lẽ là mùa sau Bầu Đức nên rút Công Phượng trở về Hoàng Anh Gia Lai. Mùa giải năm nay Hoàng Anh Gia Lai lần đầu tiên lọt vào top 10, thậm chí là xếp thứ 8. Nếu Công Phượng trở về có thể đoàn quân của Bầu Đức sẽ có thành tích còn tốt hơn ở những mùa V-League sau. Theo quan sát của chúng tôi thì người trợ lý số 1 của ông Hoàng Sơ, ông Liang Jin, là người đọc tình huống rất tốt. Khi đội phản có những sơ thì Liang Jin lập tức nhìn thấy và có những tư vấn cho ông Hoàng Sơ. Anh Huy ạ, chúng ta đã cùng nhau thực hiện phần tường thuật các trận đấu tại ASEAN vào năm ngoái và trong trận tranh huy chương đồng ở thời điểm mà đội Olympic của UAE dẫn trước thì chúng ta vẫn tin rằng đội bóng của huấn luyện viên Bangser sẽ có được một bàn thắng, và bàn thắng của Văn Quyết trong trận đấu đó là một tình huống không thể kháng cự của đối phương. Chúng ta đã dàn xếp một cách hết sức là đầy đặn và đưa bóng gần như đến sát cửa gôn mới dứt điểm. Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà đội bóng của huấn luyện viên Bangser với lợi thế hơn người, với lợi thế dẫn điểm trước, với một đội đá chắc chắn, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi một tình huống như vậy. Đúng là như thế. Sự ăn ý vẫn tiếp tục được kế thừa và bây giờ còn vững vàng hơn sau 5 tháng. Và đây lại là đội tuyển có sự bổ sung của những cầu thủ kinh nghiệm nhiều hơn. ASEAN dù sao cũng chỉ được bổ sung 2-3 cầu thủ quá tuổi. Đội bạn thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là số 5 Alatat, vào sân là số 8 Hamdan Ismail Al-Kamali. Cho đến lúc này thì số cú sút mà đội bóng áo trắng có được là nhiều hơn so với những gì thuộc về đội chủ nhà áo đỏ. Nhưng quả thật là tôi chẳng thể nhớ được đâu là cú đá có giá trị của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở những phút đã qua. Đầu tiên chúng ta phải nói đến việc vắng Marcus, là một kia là bàn chủ lực đã ghi 6 trên 8 bàn thắng của UAE ở vòng loại cho đến trước trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng không có anh ta thì việc gây áp lực nơi hàng công của UAE giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó thì như những trận trước, hàng phòng ngự UAE vẫn bộc lộ những sơ hở. Trong một thế trận mà chúng ta vẫn đang tốt thì cũng cần phải cảnh giác những tình huống xử lý cá nhân. Cầu thủ vùng vịnh luôn là những người có thể tạo ra đột biến về chiến thuật bằng những pha xử lý kỹ thuật. Rất lan xả, cú trích mũi phá bóng của Quế Ngọc Hải qua người liên tiếp rất nguy hiểm. Hoan hô Đặng Văn Lâm đã hơn một lần trong những phút đã qua của hiệp hai, chúng ta bị khoét ở vị trí của Đoàn Văn Hậu. Vấn đề là các cầu thủ áo trắng rất mạnh dạn cầm bóng đột phá ở khu vực trung lộ rồi thực hiện những đường xẻ bóng ra biên. Đó là những pha bóng mà các tiền vệ của chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Phải nói rằng cho đến lúc này thì thế trận của đội tuyển Việt Nam được củng cố rất nhiều, không chỉ bởi vì chúng ta có một hàng phòng ngự vốn
rất chắc chắn, có được sự ăn ý cao mà còn có khả năng hoạt động có thể nói là hiệu quả của bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Tuấn Anh. Một ngày thi đấu mà Tuấn Anh đã khiến chúng ta thêm một lần nữa phải ngỡ ngàng về khả năng kiểm soát ở vùng giữa sân. Chúng ta cũng phải nói đến khả năng chỉ đạo của ông Van Marwijk trên phía UE. UE đã thiếu người và Việt Nam vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên họ cũng rất cố gắng không để lép vế. Trong làng bóng đá châu trước đây thì Van Marwijk nổi tiếng bởi khả năng đọc tình huống. Chúng ta xem lại pha bóng mà trọng tài đã phất cờ vị trí. Van Marwijk là người đi theo cách không giống với phần lớn những huấn luyện viên Hà Lan. Khi bình luận các trận đấu của Hà Lan tại U20 người, tôi đã nói Hà Lan 2010 không phải là lốc mà là gió độc. Van Marwijk rất biết cách điểm huyệt đối phương. Pha phạm lỗi của Ababi. Phút thứ 71. Có lẽ vẫn đang là thời điểm mà ông Bang Sơ muốn gặp trò quần cho UE thêm một lúc nữa. Quế Ngọc Hải. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đoàn Văn Hậu dâng lên ở trung lộ. Đường chuyền hơi khó. Abdurrahman. Cầu thủ Việt Nam vẫn luôn bảo đảm vị trí và bóng lót cho nhau để tránh những pha qua người vốn là điểm mạnh của cầu thủ UE. Yusuf Jabe chuyền bóng sang cánh đối diện, không thể nhận được bóng. Một số vị trí của UE sức đã xuống do phải căng ra thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1. Trọng Hoàng. Abdurrahman. Quả phạt cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Abdurrahman sẽ đá quả phạt này. Đúng là anh chàng số 10 của UE rất giống với David Luiz. Bật tốc độ. Công Phượng. Hùng Dũng đang ở phía trong.
hay, vẫn là Công Phượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng. Vẫn còn Công Phượng, cú sút, quả đóng ngay. Rất tiếc nếu như ở tình huống vừa rồi Công Phượng quyết định sút bóng. Vâng, chúng tôi nói nếu và tiếc cho anh thôi, chứ trong bóng đá thì không thể nói trước chuyện gì được. Đó là một cú đá có thể đúng tầm chân và đúng những gì mà Công Phượng vẫn thường thực hiện để ghi bàn. Anh sút sớm và chủ động. Cơ hội là không rõ ràng để có thể tạo ra được cú sút. Đó là một điều đáng tiếc. Nhưng với tất cả những gì mà Công Phượng đã có cho đến lúc này, với rất nhiều những pha chạm bóng, đột phá tốc độ, hình ảnh của Công Phượng ngày nào đã trở lại với chúng ta. Và đó là một tín hiệu mừng. Nên nhớ rằng 5 ngày tới chúng ta sẽ còn một trận đấu nữa cũng rất quan trọng, gặp Thái Lan trên sân nhà. Có được phong độ tốt cho hầu hết các cầu thủ đương nhiên là một mục tiêu của các huấn luyện viên. Và chúng ta có được một sự sẵn sàng để đón tiếp người Thái Lan một cách có thể nói là đàng hoàng nhất. Đúng là những pha đi bóng như vừa rồi của Công Phượng không thể không khiến chúng ta nhớ lại pha độc diễn của anh để ghi bàn vào lưới U19 Australia. Lại là Công Phượng. Pha bật tường là của Đoàn Văn Hậu. Đúng là vẫn bị thiếu những cảm giác ở thời điểm quyết định anh Tùng ạ. Rất tiếc. Tuấn Anh. Lỗi trước đó của Đoàn Văn Hậu. Pha đánh chặn của Đỗ Hùng Dũng. Tuấn Anh. Những pha chạm bóng của Tuấn Anh vẫn có thể nói là tuyệt vời. Sở dĩ tôi đã phải dùng từ ngỡ ngàng để nói về Tuấn Anh trong trận đấu này, vì trong tiềm thức của tôi vẫn luôn nghĩ rằng Tuấn Anh không thật sự phù hợp với vị trí tiền vệ trụ. Nhưng dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì một Tuấn Anh khác dường như đã được khai sinh. Bên cạnh sự mềm mại, khéo léo là sự cứng cáp về mặt cơ thể, sự vững vàng về mặt tinh thần. Nên nhớ rằng trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Tuấn Anh chỉ chơi được một hiệp. Đó cũng là một hiệp đấu rất hay trước người Malaysia. Nhưng rồi sau đó thì Tuấn Anh cũng bị chấn thương và vắng mặt ở trận đấu tiếp theo gặp Indonesia. Nhưng bây giờ một trận đấu có lẽ là đầy đặn hơn. Và cho dù có thể không phải là một đường chuyền quyết định thuộc về Tuấn Anh, có thể cũng không phải là một bàn thắng nào, nhưng chúng ta cần phải có một lời khen ngợi dành cho cầu thủ này. Đúng là rất đáng mừng khi chúng ta có được những tiền vệ trụ mà lại chơi thiên về kỹ thuật và đầu óc như Tuấn Anh. Điều mà bóng đá thế giới cũng không có nhiều cầu thủ làm được. Rất ít trong số đó có thể kể đến Redondo và sau này là Pirlo. Pha đổi cánh của Duy Mạnh. Quang Hải. Hùng Dũng. Sau những kết quả không tốt của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thất bại trước Thái Lan và những gì mà họ đã phải nhận cho đến lúc này trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn khi họ không phải là quá mạnh như những gì mà người ta đã chờ đợi họ trước khi vòng loại thứ hai của World Cup 2022 bắt đầu. Nhưng cũng cần phải thấy rằng Thái Lan đã trở lại với một vị thế của một đội bóng mạnh, còn đội tuyển Việt Nam thì rõ ràng là một sự trưởng thành vượt bậc. Đúng như chúng tôi đã bình luận, tiếp tục có xe đổi trên hàng công, Hoàng Đức sẽ vào sân. Vừa rồi là những phút mà chúng ta cố gắng vờn để đội bàn hết sức và hy vọng sau khi tiếp tục có xe đổi trên hàng công, chúng ta sẽ nhân đôi được tỷ số. Đường chuyền là của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu. Công Phượng. Không được.
những pha đổi hướng của Công Vượng ở đoạn cuối vẫn thiếu đi một cái gì đó, thực sự là có đầy đủ cảm giác, thiếu được cái độ linh. Vấn đề chỉ là thực tế thi đấu mà thôi. Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, bên phía đội bạn cầu thủ sẽ vào sân là số 14 Alameri. Ue dường như đã hết sức rồi, họ cần phải ghi bàn, tuy nhiên cũng không thể đẩy nhanh tốc độ, và chủ yếu có những pha lên bóng bởi khả năng kỹ thuật xoay sở. Bên phía Ue rời sân là nhạc trưởng Abdurrahman. Hoàng Đức vào sân thay cho Tiến Linh, những cầu thủ của đội U22. Tiến Linh là tác giả bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm này. Cho đến lúc này thì trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan đã kết thúc. Phần thắng đã thuộc về đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-1. Đó là một kết quả tương đối bất ngờ, nhưng có lẽ là không quá lạ đối với nhiều người, vì bóng đá Malaysia luôn có được một sức mạnh lớn khi chơi trên sân nhà, và họ không mấy khi e ngại bóng đá Thái Lan. Chiến thắng của bóng đá Malaysia sẽ khiến cho cục diện của bảng G trở nên khó lường hơn. Thái Lan dẫm chân tại chỗ sau lượt trận này, trong khi đó thì Malaysia đã có được 6 điểm và đã bám sát được Thái Lan. Với lợi thế dẫn điểm cho đến lúc này trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội để bứt xa ở bảng G. Và cắt bóng của Quế Ngọc Hải. Thế trận phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được đảm bảo. Khoảng trống dành cho Quang Hải. Thời gian ủng hộ các cầu thủ Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã kịp cắt bóng. Rất điệu đà Quang Hải. Hoàng Đức. Hoàng Đức đành phải chuyền về vì không có ai xung quanh. Hùng Dũng. Nếu như V-League giải vô địch quốc gia của Việt Nam đã kết thúc thì lúc này giải vô địch quốc gia UE vẫn đang diễn ra. Giải bóng đá của UE bắt từ mùa thu năm trước sang mùa hè năm sau. Giải vô địch UE mùa giải 2019-2020 đã diễn ra được 7 vòng đấu, có 14 đội góp mặt. Dẫn đầu lúc này đang là Sharia, xếp thứ hai là đội bóng nổi tiếng Al Ahly, xếp thứ ba là Al Ain, câu lạc bộ giải vô địch nhất trong lịch sử bóng đá UE. Hoàng Đức. Đường truyền không quá khó đối với Quế Ngọc Hải. UE đang chơi theo cách cầu Âu. Có lẽ họ chỉ có thể tạo ra những pha nguy hiểm nếu chúng ta mắc sai lầm. Cú phanh bóng vừa rồi của Tuấn Anh đã buộc đối phương phải phạm lỗi.
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng và người vào sân sẽ là một tiền vệ trung tâm, đó là Đức Huy. Lỗi việt vị. Đức Huy vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Sự thay đổi người ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lúc này thì bầu không khí lung linh, hình ảnh lung linh đang bao trùm sân Quốc gia Mỹ Đình. Cũng trong tháng 11 thì bảng G của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ còn một trận lượt trận diễn ra sau đây 5 ngày. Ở lượt trận đó thì đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được nghỉ thi đấu. Trong khi đó thì Malaysia sẽ tiếp Indonesia trên sân nhà và Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan. Với tình thế hiện có của bảng đấu thì mọi chuyện trước khi khép lại năm 2019 sẽ còn rất khó lường. Và bảng đấu này thực sự sẽ là hết sức thú vị. Thực sự là thú vị và Việt Nam đang nắm giữ những lợi thế nhất định. Đây là trận đấu vòng loại cuối cùng của UE trong năm 2019. Và nếu thua trận đấu ngày nay thì áp lực với ông Van Marwijk hết sức lớn. Trước khi dẫn dắt UE, ông Van Marwijk đã từng làm việc với các đội tuyển Australia và Ả Rập Xê Út. Pha cắt bóng của Duy Mạnh. Huấn luyện viên Van Marwijk của UE đã từng dẫn dắt Feyenoord của Hà Lan. Tiếp theo là hai đội bóng nổi tiếng của Đức, Borussia Dortmund và SV Hamburg. Pha cắt bóng của Đàm Văn Hậu. Cho đến điểm này có thể nói ông Park Seo vẫn tiếp tục duy trì được khả năng điều vị tướng rất tốt khi đối mặt với những đội viên tên tuổi. Quế Ngọc Hải luôn có mặt ở những điểm nóng. Công Phượng sẽ đeo bám chắc chắn là như vậy. Trong bản hợp đồng mới của Liên Bang Sơ thì ngoài tập đoàn Vingroup, tập đoàn Hưng Thịnh cũng góp phần hỗ trợ chi phí trả lương cho ông Bang Sơ và các chuyên gia Hàn Quốc. Phút thứ 89 của trận đấu. Công Phượng. Pha vượt. Hoàng Đức đang ở giữa. Tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc.
Đức Huy, Quế Ngọc Hải, sự bối rối của ông Van Hoek và những trợ lý rất đông đảo của mình lên đến 20 người. Hoàng Đức, pha băng ra kịp thời của thủ môn Khalid Aysa. Theo chúng tôi thì trong 4 phút còn lại, chúng ta phải ghi thêm một bàn thắng mới xứng đáng. Abdallah, sau khi Mourad bị thẻ đỏ thì Youssef Jabe được kéo vào trong đá trung vệ. Đức Huy, đường chuyền nhanh vừa rồi là của Nguyễn Quang Hải. Đây là trận đấu mà bên phía đội tuyển các tiểu vương quốc đặt thống nhất họ không thể có sự góp mặt của Mahut, nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng vẫn còn, cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Phượng đã rất cố gắng tung ra một cú đá, tuy nhiên vẫn chưa phải là 2-0. Đức Huy, pha dẹt gót của Văn Hậu, rất tiếc là động tác nhập bóng không được như ý. Không nguy hiểm, và Văn Lâm đã bắt được bóng. Trong cuộc chơi Tiger Football Street, Đặng Văn Lâm đã chứng tỏ bản lĩnh và khả năng chơi bóng tốt của mình bên cạnh hàng loạt danh thủ bóng đá thế giới. Đặng Văn Lâm là một chàng trai có thể nói rất dễ thương. Và cơ bóng của Trọng Hoàng không có lỗi của cầu thủ đối phương. Những giây cuối cùng, sau đây 5 ngày đài truyền hình cơ số VC sẽ gửi đến khán giả trận đấu búng vào lúc 20 giờ giữa Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu, và nhãn hàng Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi, các học trò của Van Hoek dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Đoàn Văn Hậu, thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm, Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn.
Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và bây giờ thì mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội. Các cầu thủ đã chứng tỏ được sự quả cảm trong lối chơi, một tập thể hết sức đoàn kết và khiến chúng ta rất đỗi tự hào. Với chiến thắng 1-0 hôm nay, đội tuyển Việt Nam được nhận hàng loạt giải thưởng. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng với chiến thắng 1-0 này. Bàn thắng duy nhất được ghi cho công của Tiến Linh. Tiến Linh, cầu thủ mở tỷ số cũng là ghi bàn thắng duy nhất, được tập đoàn Eco Park thưởng 300 triệu cho phần thưởng cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên. Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp One Office trao thưởng bàn thắng quyết định cho Tiến Linh 100 triệu đồng. Xin hẹn gặp lại tất cả sau đây 5 ngày và chúng ta tiếp tục chờ tin chiến thắng của cầu thủ Việt Nam, những chiến binh sao vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.